Hello, xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta vào bài mới Unit 2 Making Arrangement. Phần bài này chúng ta học gồm có Getting Started, Speak, Listen, Pay, 18 and 20 to 21. Phần bài của hôm nay chúng ta sẽ học đó là Getting Started, Speak và Listen. Phần đầu chúng ta sẽ bắt đầu đó là Getting Started. Make each object with its name. Hãy ghép tên đồ vật với nó. Tên của các đồ vật đó là gồm những tên nào? A fax machine, a public telephone, an address book, a mobile phone, a telephone directory, an answering machine. Và đây là tên gọi, còn các đồ vật là gồm những đồ vật này sau đây: A, B, C, D, E, F. Trước khi chúng ta vào cái phần ghép này, cô có một cái gợi ý nho nhỏ như sau, giúp các em có thể làm bài tập này một cách dễ dàng. Đó là những cái đây là tên gọi của các đồ vật. Và ở cột A có các định nghĩa của các đồ vật. Cột B là tên gọi của các đồ vật. Các em hãy chọn cái định nghĩa phù hợp với mỗi đồ vật ở cột B. Cô cho các em thời gian để các em làm bằng cách các em match. Now, stop the time. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án xem coi các em làm như thế nào nha. Number one, to send fast. Nó sẽ đi với a fast machine. Number two, to find someone telephone number. Chúng ta sẽ dùng ở đồ vật đó là a telephone directory. Number three, to write address and telephone number on address book. Number four, to make a phone call in street telephone box is a public telephone. Yes. Number five, to leave and text message sẽ đi với an answering machine. Number six, to make phone call everywhere you like. Đó là a mobile phone. Các em làm có đúng không nào? Em nếu mà bạn nào học trên lớp thực tế là cụ thực là chúng ta sẽ được cộng điểm nếu như các em đã làm đúng như vậy. Hẹn các em được cộng điểm lần sau nha. Rồi. Sau khi các em đã hoàn thành xong thì chúng ta hãy cho các tên gọi vào với phù hợp với các bức tranh. Tên gọi an answering machine sẽ đi với lại cái hình gì đây? A. Nó dùng để làm gì? To leave and text messages. Để lại lời nhắn hoặc nhận lời nhắn. Hình tiếp theo là gì? B. A mobile phone. Dùng để làm gì? To make phone call everywhere you like. Cái điện thoại này xưa lắm rồi các em nha. Và hình tiếp theo là gì? A fax machine. Fax machine dùng để làm gì nè? To send fax. Dùng để chuyển cái bản sao thông tin mà các em muốn gửi cho bạn của mình hoặc là đối tác của mình. Và cái máy này nó có một cái hệ thống giống như cái điện thoại, các em cầm thấy cái số cái điện thoại rồi. Và khi các em bấm số điện thoại cho bạn của mình thì cái bạn của mình sẽ nhận được cái bản sao thông tin y như cái mình đã có thông qua cái hệ thống chuyển này. Và cái thứ tư đó là gì? A telephone directory. Dùng để làm gì nè? To find someone telephone number. Cái này hồi xưa mình mới dùng, bây giờ mình không còn dùng nữa. Ngày xưa mình gọi là quyển sổ vàng, hay mình còn gọi là niên giám điện thoại. Thì trong cái quyển này người ta sẽ ghi số điện thoại hoặc là địa chỉ của một cơ quan, công ty, nhà máy nào đó. Còn bây giờ chúng ta có thể tra cứu trên máy tính, iPad, điện thoại một cách rất là nhanh chóng, cho nên không có cái sử dụng cái quyển này nữa. Bức hình thứ đồ vật thứ năm đó là gì bạn?
a public telephone, cái này thỉnh thoảng có một số nơi vẫn còn trên đường đi, đó là to make a phone call in street telephone number. Nếu mà bạn không có điện thoại di động, bạn có thể ghé vào đâu đây để gọi điện thoại, là nó bất tiện cái là mình phải trỏ bằng tiền xu. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có sử dụng tiền xu nữa. Và cái cuối cùng đó là an address book. Các sổ này thường để viết địa chỉ hoặc là điện thoại, thông thường là dành cho những nhân viên văn phòng. Nhưng mà bây giờ nó nhiều khi chúng ta cũng không cần, nó có sẵn ở trên hệ thống máy vi tính của chúng ta luôn rồi. Bài phần Getting Started của chúng ta thật là dễ dàng. Và các em nhớ ghi đầy đủ các từ vựng này vào trong tập. Và các em lưu ý có cái bạn học cùng với mình, hay bạn này ngồi học, thì các bạn phải viết bài lại nhé. Và để chúng ta có thêm vốn từ, chúng ta ghi lại cẩn thận và đầy đủ. Phần tiếp theo của mình, đứng ra là chúng ta sẽ có học theo trong trình tự, theo trong sách giáo khoa là các em sẽ học phần Listen and Read. Nhưng mà phần bài này được chỉ đạo là chúng ta sẽ được tự học ở nhà. Và để giúp cho các em tự học ở nhà, cô có giúp các em một số từ vựng để khi các em tìm hiểu và đọc và làm bài tập cho nó thuận lợi hơn. Thì các em nghe và lặp lại theo cô nhé. Ví dụ từ đầu tiên nè, arrange là sắp xếp, xếp đặt hay là sửa soạn. Danh từ của nó là arrangement. Đồng từ tiếp theo đó là hold on. Mình giữ máy có nghĩa là mình chờ ai, chờ tôi giữ máy chút xíu để tôi làm việc liền, lát tôi sẽ trả lời liền. Hoặc là từ tiếp theo là gì? Directory là danh bạ điện thoại. Mobile đó là di động, hay mình còn gọi điện thoại di động là mobile phone. Động từ giới thiệu đó là gì? Introduce. Em lặp lại nè, introduce. Danh từ của nó là introduction. Trong bài đó cũng có cái cụm từ là a bit far from, nó hơi xa một tí, hoặc là hơi xa. Hơi xa cái gì đó mình có thể dùng a bit far from. Các em nghe và lặp lại nhé. Từ tiếp theo đó là leave and text message, có nghĩa là để lại lời nhắn hoặc là để nhận tin nhắn, thì chúng ta sẽ dùng động từ leave message hoặc là động từ text message. Các em ghi lại đầy đủ cùng với bạn học kế bên của mình nhé. Và nhớ các em học từ thì các em học luôn cái dạng của từ. Ví dụ như động từ, danh từ, tính từ, các em học cái từ loại đó luôn. Để chúng ta sẽ có phần làm bài word form. Cái phần này rất là khó đối với các em. Vì chúng ta không thuộc cái dạng từ thì chúng ta sẽ không thể nào làm được cái phần bài tập đó. Các em lưu ý nhé. Chúng ta đã qua hết phần bài phần 1, Getting Started, Listen, Principle. Phần số 2 của phần hôm nay đó là Speak. Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. Các em hãy sắp xếp những câu dưới đây thành bài hội thoại hoàn chỉnh. Vậy thì nó đã khi nó mà yêu cầu chúng ta sắp xếp, có nghĩa là cái bài hội thoại này nó bị xáo trộn. Và cái gợi ý đầu tiên cho chúng ta đó là câu B có số 1, number 1. Như vậy cái câu này là sẽ là câu đầu tiên cho chúng ta để bắt đầu một cuộc hội thoại. Các em đọc sơ qua các câu này, các em phát hiện ra cái gì không? Khi mà người ta cuộc hội thoại thì chắc chắn phải có hai người hội thoại với nhau. Các em hãy tìm cho cô xem hai bạn nào hội thoại với nhau vậy. Đúng rồi, các em tìm thật nhanh. Đây, đó là một bạn boy, tên là gì đây? Eric. Và một bạn thứ hai đó là gì? Bạn đó là Adam. Như vậy chúng ta hãy sắp xếp cái cuộc hội thoại giữa bạn Eric và bạn Adam này. Họ đã trao đổi với nhau về việc gì? Trước tiên các em hãy đọc kỹ từng câu rồi chúng ta mới sắp xếp được. Và các em lưu ý cái câu số 1, number 1, đó là câu B, theo thứ tự. Câu đầu tiên sẽ là B. Hello, 9210752. Khi ai đó gọi điện thoại đến cho mình, thì việc đầu tiên mình nhấc máy lên và mình sẽ nói hello và mình đọc số điện thoại của mình để ngầm báo cho
người gọi điện thoại đến là người ta đã gọi đến đúng địa chỉ. Vậy câu tiếp theo của người gọi điện thoại sẽ là câu gì? Các em hãy tìm hiểu từng câu một nhé. Rồi sau đó các em hãy sắp xếp theo đúng trình tự của cái bài hội thoại này. Câu A. I'm fine, I'm going to a pop concert at the city concert city tonight. Would you like to come? Các em phải hiểu cái phần câu này. Đây là nó rủ đi xem buổi hòa nhạc buổi tối. Bạn có thích xem hay không? Rồi, câu B mình đã biết rồi ha. Câu C. Is the kids in town? You like it, don't you? Bạn thích không? Nó là the kids in town. Bye. Tới đây mà mình chào tạm biệt là không được. Rồi, yes, what time can we meet? Mấy giờ mình gặp nhau vậy? Vâng, mấy giờ? Tiếp theo, hello, can I speak to Eric, Lee? This is Adam. Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Eric được không? Tôi là Adam nè. Mình không thể nói, that's fine, see you at 7:15, thank you Adam. Vậy, các bạn hãy tương tự các câu còn lại, các bạn đọc. Rồi sau đó các bạn hãy sắp xếp theo đúng trình tự từ câu số 1. Đáp án của mình là number 1 plus B. Vậy chúng ta sẽ kèm theo đó là những đáp án nào. Các em làm nhé. Now, stop the time. Chúng ta cùng kiểm tra. Number 1, B. Number 2, các em có phải tìm ra được câu là gì? F. Number 3. Number 4, A. Number 5, I. Number 6, C. 7, E. 8, K. 9, G. 10, 8 and 11, D. Sau khi sắp xếp theo đúng trình tự, cô giúp các em thành một bài hội thoại hoàn chỉnh như sau. Eric nói thế này. Hello, 9210752. Hello, can I speak to Eric Lee? This is Adam. Hello, Adam. How are you? I'm fine. I'm going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come? Which band is it? It's the Kids in the Town. You like it, don't you? Yes. What time can we meet? It's 7:15, okay? The concert starts at 7:45. Let's meet inside the center at the coffee corner. That's fine. See you at 7:15. Thank you, Adam. Bye, Eric. Bye. Như vậy, sau khi các em đã hoàn chỉnh xong, các em đọc đi đọc lại, luyện tập cùng với bạn mình. Nếu như chúng ta cùng học ở trong lớp thì chúng ta có cơ hội luyện tập với nhau. Còn hiện tại bây giờ các em có thể tự mình đọc đi đọc lại nhiều lần để mình có thêm vốn từ và có thêm cái kỹ năng giao tiếp một cách tự tin. Và thông qua cái phần bài đàm thoại này, cô cũng giúp các em có một sự nhắc lại cái phần ngữ pháp trong bài, đó là người ta sử dụng be going to. Be going to mang nghĩa là sẽ, thường được dùng trong thì tương lai gần để diễn tả những sự việc hành động sẽ diễn ra trong tương lai, thường có kế hoạch, mục đích, dự định cụ thể. Và cái cấu trúc công thức của nó thì là diễn tả một sự việc xảy ra trong tương lai thì chúng ta có cái câu ở thể khẳng định affirmative, nó gồm có là subject plus am, is, are plus going to plus verb be infinitive. Tùy theo chủ ngữ mà chúng ta sẽ dùng be, ở đây là am hay is hay are. Ví dụ như chủ ngữ I thì phải đi với I am. He, is, she. Danh từ số ít tên một người chúng ta sẽ dùng is. They, you, you, we, they, chúng ta sẽ dùng là are. Và sau đó dùng going to, verb infinitive có nghĩa là verb nguyên mẫu, không thêm gì cả. Còn negative là câu phủ định thì các em sẽ thêm nó sau động từ to be, am, is, are. Phía sau vẫn dùng going to plus verb be infinitive. Nếu như các em nghi vấn, nghi ngờ, interrogative thì các em đem động từ to be, am, is, are ra trước chủ ngữ
và vẫn sử dụng đằng sau nó là going to plus verb infinity. Hiển nhiên cuối câu sẽ phải là dấu chấm hỏi. Các em lưu ý, đây là hình công thức của cách sử dụng be going to. Cô cho các em ví dụ từ cái câu bài làm thoại ở phía trên, nó là I'm going to see her, hoặc là I'm going to a pop concert at the city concert center tonight. Đó là dùng thì tương lai gần, be going to. Các em ghi lại cẩn thận và ghi gạch dưới đóng khung công thức lại để chúng ta dễ học hơn nha. Rồi, tiếp theo của phần thứ hai của phần speak đó là complete the dialogue. By and by making arrangement, play chat. Hãy hoàn thành bài đàm thoại giữa Ba và Bảo để lên kế hoạch chơi cờ. Sau đó các em hãy luyện tập với bạn của mình. Rất tiếc chúng ta không luyện tập được thì chúng ta có thể luyện tập với người thân, em út gì cũng được, hoặc là không có nữa thì chúng ta phải tự luyện tập. Và sau đó chúng ta phải làm thêm một bài đàm thoại sắp xếp để mình đi chơi tương tự như bài đàm thoại mình đã có giữa Ba và Bảo. Cái bài đàm thoại nó như thế này. Ba nói hello 8257012, thì Bảo sẽ nói gì? Để rồi Ba lại trả lời thế này, hello Ba, how are you? Rồi Bảo nói gì thì Ba lại nói great, me too. Rồi Bảo nói gì mình không biết, để rồi Ba lại trả lời là I'm sorry, I can't play chess tonight, I'm going to do my homework. Không biết Bảo mày hỏi gì mà Ba lại đồng ý ngay, yeah, tomorrow afternoon is fine. Rồi Bảo lại nói như thế nào mà Ba lại hỏi lại, at the Central Chess Club, let's meet at the front door. Bảo hỏi gì để rồi Ba trả lời là Ray, see you tomorrow afternoon at 2 o'clock. Như vậy cái mấu chốt ở chỗ là gì? Các em dựa vào câu trả lời ở phía dưới của Ba và em đặt ngược lại thành câu hỏi nha. Như vậy các em ví dụ rất là dễ bằng cách các em có thể dựa vào bài đàm thoại giữa Eric và Adam. Chúng ta có thể viết thành một bài đàm thoại tương tự như vậy mà chúng ta chỉ cần chỉnh sửa tí xíu. Rồi, cô cho các em thời gian để làm. Stop the time. Các em có thể đáp án nha. Ba, hello. Thì Bảo sẽ nói gì đây? May I speak to Ba, please? This is Bao. Bạn có thể dùng Can I speak to Ba, please? This is Bao. Yeah. Ba nói như thế nào thì Bảo lại trả lời nha. I'm fine, thanks. How about you? Và Ba trả lời, great, me too. Ba hỏi gì? Bảo hỏi gì để Ba trả lời I'm sorry vậy? Can you play chess tonight? Hoặc là bạn có thể dùng một cách trịnh trọng, would you like to play chess tonight? Blah blah. Có nghĩa là các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái câu mời gọi lịch sự nào cũng được. Nhưng mà vì ở phía dưới Ba nó có cái dùng câu là I'm sorry, I can't play chess tonight, thì các bạn có thể dựa vào đây để tạo thành một câu hỏi cũng được. I'm going to do my homework. Thì Ba sẽ nói sao? Rồi Bảo sẽ nói sao nào? How about tomorrow afternoon? Yeah, tomorrow afternoon is fine. Thì Bảo lại tiếp tục hỏi thế nào? I'll meet you at the Central Chess Club. Các bạn lưu ý cái câu này là cái câu của đề trong đề bài, nó không có ghi dấu chấm hỏi. Có nghĩa là cái chỗ này các bạn không có phải ghi là câu hỏi. Chừng nào, khi nào phần cuối câu người ta có dấu chấm hỏi thì lúc đó bạn mới được viết thành câu hỏi. Lưu ý nha. Vậy cho nên cái câu này Bảo chỉ sẽ đưa ra câu đề nghị mà thôi. I'll meet you at the Central Chess Club. Tôi sẽ gặp bạn ở câu lạc bộ của cờ nhé. Hoặc bạn có thể nói cách khác cũng được. Let's meet at the Central Chess Club. Chúng ta cùng gặp nhau ở trung tâm câu lạc bộ cờ nhé. Đó là cũng là một loại câu đề nghị rủ rê mà cuối câu nó không có dấu chấm hỏi. Các bạn lưu ý nhé. Rồi. Ba Bảo nói gì nha? It's 2 o'clock, okay? 2 giờ được không? Thì bạn Ba nói là great, see you tomorrow afternoon at 2 o'clock. Các bạn
Sau khi đã hoàn thành xong bài đàm thoại và các bạn cũng tập luyện để chúng ta có thêm vốn từ và có cái khả năng nói một cách tự tin hơn nhé. Rồi còn bài đàm thoại là các em tự về nhà làm tùy theo ý của mình để chúng ta có thêm vốn từ. Việc của các em có thể làm đó là rủ, ví dụ như là đi xem phim, đi xem kịch, đi mua sắm, đi bơi, đi câu cá. Các em có thể nói một cách mời gọi rủ rê và hẹn lên kế hoạch như thế nào, rồi hẹn giờ ở đâu, gặp ở chỗ nào. Chúng ta có thể, đây là bài đàm thoại mẫu cô gợi ý giúp các em để các em có thể luyện tập thêm. Nếu thích thì các em có thể thay đổi cái nội dung cũng được. Bài đàm thoại giữa bạn Lan và Mai như thế nào? Hello, 8269376. Can I speak to Lan, please? This is Mai. Hello, Mai. How are you? I'm fine. I'm going to see a company tonight at the Galaxy Theater. Would you like to come? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm going to have my mother with household chores. How about tomorrow evening? Yeah, tomorrow evening is fine. It's 7, okay? The company starts at 7:30. Let's meet at the front door. Great. See you tomorrow evening at 7 o'clock. Bye. Bye. Vậy các em có thể luyện tập bài tương tự bằng cách rủ các bạn mình đi bơi, đi câu cá, đi mua sắm, vân vân và vân vân. Các em thể luyện tập thêm ở nhà nhé. Nào, chúng ta qua phần thứ ba, listen. Trong phần listen này chúng ta hãy nghe cuộc hội thoại qua điện thoại, sau đó điền vào chỗ trống cái thông tin còn thiếu. Trước khi nghe, chúng ta hãy tìm hiểu để mà hình dung công việc của chúng ta như thế nào. Đó là cuộc hội thoại nó xảy ra ở đâu đây? Kingston Junior High School, đến trường trung học Kingston. Vậy các em hãy hình dung rằng cuộc điện thoại đến trường học thì chỉ có thể tìm người gọi đến sẽ tìm là giáo viên, hoặc tìm học sinh, hoặc tìm hiệu trưởng, hiệu phó, hoặc một nhân viên nào đó trong nhà trường để liên hệ công tác. Và để thêm cho cái phần thú vị, khi các em nghe, cô sẽ cho các em 5 cái câu hỏi sau đây. Các em, vì chúng ta chưa có nghe cho nên các em có thể chọn đáp án một cách tình cờ theo các em suy đoán, thì xem coi đáp án nào sẽ là phù hợp với lại bài đàm thoại. Thì chúng ta tìm hiểu nha. Who does the woman want to talk to? Người phụ nữ gọi muốn gọi đến nói chuyện với ai? Trong bài đàm thoại này có một người phụ nữ gọi điện thoại đến. A. The student, the principal, the secretary, đến thư ký nè, hoặc là đến hiệu trưởng nè, đến học sinh. Number 2. Which day would the woman like to make appointment to see him or see her? Cái ngày mà người phụ nữ này muốn có cái buổi hẹn gặp ông ta với cô ta là ngày nào? Thì khi các em gọi đến thì có người chắc chắn là cái người đó không có, thì sẽ có người gửi lại tin nhắn. Thì cái ngày hẹn đó này, Monday, Tuesday, Wednesday. Number 3. The time that the secretary require. Cái người thư ký này đề nghị cái thời gian để gặp mặt. Thì ở đây có 3 cái mốc thời gian là 9:45, 10:30, 11. And what the woman address? Ở đây nó có 3 cái địa chỉ, số nhà, đường. Các em hãy tìm hiểu thử nha. Còn cái cuối cùng là số điện thoại. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nha. Đây là cái phần để các em ghi lại tin nhắn cho các em ghi tìm cho được cái thời gian nè, time nè, và đối tượng được nhận tin nhắn ở đây là the principal, và cái người gửi tin nhắn là các em sẽ phải nghe cho được tên của cái người đó
gửi tin nhắn nhằm để làm gì, rồi số điện thoại của cái người đó nó như thế nào. Các em sẵn sàng nghe nha. Nào, các em hãy ghi thông tin lại thật nhanh nha. Cô cho các em được ghi. Nếu mà ở trên lớp thì cô đã có thể mở lại cho các em nghe thêm 2 hoặc 3 lần nữa. Nhưng mà các em đang học ở trên đây thì các em có thể bơ vì dừng lại để nghe lại. Rồi, các em hết thời gian để ghi rồi. Các em có thể kiểm tra đáp án của mình nè. Stop the time. Check. Date ở đây sẽ là test day. Time ở đây là 9:45 for the principal. Message chúng ta sẽ ghi như thế nào nào? Các em có nghe được? Missy Mary Nguyen wanted to see you at 9:45 on test day morning. Nhớ có cái chữ morning nha các bạn nha. Telephone number đây mới là rắc rối nè các bạn, ghi không biết kịp không? Chúng ta kiểm tra thử nha. Listen. Rồi. Listen to the telephone six, conversation. Four, six, eight, Fill in three, the missing seven, information. 2-0-9-4-2. Kem kiểm tra lại. Rồi, phần Kingston tiếp theo Junior của mình High School. Sẽ Good làm afternoon. Gì? Good afternoon. Could I talk to the principal, please? I'm afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message? No. But I'd like to make an appointment to see him. I think he will be available on Tuesday. Tuesday's okay. Can I see him in the morning? Sure you can. What time would you like to come? Is 10:30 okay? Well, I'm sorry. The principal will have a school visit at 10:30. What about 9:45? 9:45? Let me see. Yes, it's all right. What's your name, please? My name's Mary Nguyen. Is that Nguyen? Yes, that's right. Mrs. Nguyen. And your address, please? Number 23, 51st Street. My telephone number is 6468372942. Thank you, Mrs. Nguyen. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Mình hãy trở lại cái phần hồi nãy mình chơi game nhỏ nhỏ đó. Mình chọn đáp án xem coi câu trả lời nào phù hợp nhất. Thì sau khi các em nghe xong, chắc chắn có bạn sẽ không nghe rõ được. Nhưng mà các em có thể bô trở lại, rồi các em tua lại, các em sẽ nghe. Thì cái đáp án các em hồi nãy các em chọn xem coi chúng ta có khớp với đáp án hay không nha. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Number one, chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? B, đúng rồi. Người phụ nữ này muốn nói chuyện với hiệu trưởng. Và cái ngày người phụ nữ muốn hẹn đó là test day. Right. Thời gian cái người thư ký yêu cầu đó là 9:45.
Cái chỗ mà What is the woman in red? Các bạn có thể nghe được không? A hay B hay C? Bạn nào nghe được C thì giỏi quá. Number 23, 51st Street. Nó nói rất là nhanh cho nên các em không có nghe rõ. Các em cố gắng nghe kỹ cái phần này nha. Và cái cuối cùng của nó sẽ là gì đây? What is the woman telephone number? Có số điện thoại đó là gì? A. Cái bạn nào đoán đúng hết toàn bộ thì các bạn đã được cộng điểm rồi. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta học trên đây thì cô không thể nào cộng điểm cho các em. Nếu mà các em học trên lớp thì cô đã cộng điểm cho các bạn nào đoán đúng rồi. Sau khi đã học thông phần listen, chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Bài học về nhà của các em đó là các em học từ vựng tất cả các từ mới và viết bài vào trong tập đầy đủ và cẩn thận. Chuẩn bị cái phần tiếp theo cho cô đó là phần bài đọc và phần lấy về progress của Unit 2. Hẹn gặp lại các em lần sau. Goodbye. See you soon.